Tôi làm việc tại một trạm thu phí trên một con đường quê vắng vẻ. Xin hãy tránh xa. Tôi chắc hẳn điều đầu tiên bạn nghĩ đến khi nghe đến trạm thu phí là sự phiền toái khi chuyến đi của bạn bị gián đoạn để trả một khoản tiền nhỏ chỉ để được đi qua. Hình ảnh trong đầu của nhiều người có lẽ là cảnh xa lộ tắc nghẽn, xe cộ xếp hàng dài chờ đến lượt trả phí rồi mới tiếp tục hành trình. Tôi có thể hình dung những người làm việc tại các trạm thu phí đó còn cảm thấy chán nản hơn cả bạn. Nhưng trạm thu phí nơi tôi làm việc lại hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh đó. Trạm thu phí mà tôi điều hành nằm trên một con đường quê nhỏ, quanh co len lỏi qua những khu rừng rậm rạp, cách xa các xa lộ đông đúc. Trạm thu phí chẳng khác gì một túp lều gỗ nhỏ sập xệ, với lớp sơn bong chóc và tấm biển cũ kỹ ghi 25 xu, một mức giá tôi tin là không hề thay đổi từ những năm 50. Có lẽ đó cũng là lúc họ ngừng cố gắng giả vờ đây là một trạm thu phí thực thụ. Chỉ có duy nhất một thanh chắn là công cụ để tôi nâng lên hoặc hạ xuống. Bên trong túp lều đơn giản vô cùng, chỉ có một chiếc ghế và một ngọn đèn trên trần, nguồn sáng duy nhất ngoài ánh trăng chiếu rọi qua khu rừng hoang vắng. Mỗi đêm chỉ có một người trực trạm, và hầu hết các đêm đó là tôi. Nghe qua thì có vẻ vô lý khi chính quyền địa phương lại chi tiền để một người ngồi ở nơi heo hút, điều hành một trạm thu phí không mang lại lợi nhuận. Nhưng tin tôi đi, họ trả lương rất hậu hĩnh. Nếu bạn ở đây một đêm, bạn sẽ hiểu tại sao. Không phải vì có một dòng xe đổ về vào lúc 3 giờ sáng để trả phí đâu. Những gì chúng tôi bảo vệ khi duy trì trạm thu phí này có giá trị lớn hơn rất nhiều so với bất kỳ khoản tiền nào. Ở thị trấn của tôi, công việc tại trạm thu phí cô đơn này là một công việc được tôn trọng, nhưng hiếm khi được nhắc đến. Thực tế, có một quy tắc bất thành văn là không ai được phép bàn tán về trạm thu phí này, con đường nó nằm trên, hay bất cứ điều gì liên quan. Người dân quanh đây đều biết có điều gì đó không bình thường ở nơi này. Gần như ai cũng từng chứng kiến một điều gì đó không thể giải thích được, hoặc một thứ mà họ ước mình chưa từng nhìn thấy. Nhiều thị trấn nông thôn đều có những truyền thuyết đô thị riêng. Hầu hết người dân chấp nhận những huyền thoại đó, vì họ biết rằng đó chỉ là những câu chuyện hư cấu, ngoại trừ một vài người quá mê tín. Nhưng thị trấn của chúng tôi thì khác. Chúng tôi giữ im lặng về những gì mình đã thấy. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là hướng dẫn mọi người tránh xa con đường này và cầu mong không có thứ gì lạc ra ngoài đó. Điều cuối cùng chúng tôi mong muốn là thế giới ngoài kia phát hiện ra, và tôi tin rằng chúng tôi không phải là những người duy nhất có suy nghĩ này. Bạn biết không? Thị trấn của chúng tôi đang phát triển tốt hơn nhiều so với các thị trấn khác trong khu vực. Cơ sở hạ tầng của chúng tôi dường như chưa bao giờ xuống cấp, các trường học công lập được đầu tư đầy đủ, và không ai phải lo lắng về việc làm. Lý do khiến điều này trở nên đáng chú ý là thị trấn của chúng tôi không phải nằm trong khu vực phát triển hay thịnh vượng gì. Số tiền này đến từ đâu đó, và chắc chắn không phải từ những khoản thuế tài sản nhỏ bé của chúng tôi. Tôi nghi ngờ rằng chính quyền liên bang hoặc một thế lực nào đó đang bơm tiền vào thị trấn của chúng tôi và theo dõi sát sao tình hình tại trạm thu phí này. Tôi biết tất cả những điều này nghe có vẻ vô lý, nhưng khi bạn hiểu rõ hơn về công việc của tôi và các sự kiện gần đây, tôi nghĩ bạn sẽ hiểu. Như tôi đã nói, trạm thu phí chỉ có một người trực mỗi đêm, một truyền thống đã tồn tại từ khi thị trấn được thành lập. Mỗi tuần, chúng tôi tổ chức một cuộc họp kín tại tòa thị chính. Tất cả những người đang trực trạm thu phí và bất kỳ ai từng làm công việc này trước đây đều có thể tham dự. Thường thì các cuộc họp này không kéo dài quá 15 phút, nhưng kể từ cuộc họp khẩn cấp mà tôi triệu tập vài tuần trước, chúng tôi đã phải tổ chức hàng ngày và kéo dài hơn. Tại sao lại như vậy, bạn sẽ sớm biết thôi. Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để giải thích về những gì diễn ra tại trạm thu phí và con đường nơi nó tọa lạc. Bạn sẽ cần nắm rõ những quy tắc của tôi. Quy tắc 1. Không cần có người trực trạm vào ban ngày. Ban ngày thường không có gì đặc biệt xảy ra ở đây, nhưng người trực đêm, thường là tôi, phải có mặt tại trạm 1 giờ trước khi mặt trời lặn và ở lại cho đến 1 giờ sau khi mặt trời mọc. Trong ca trực của mình, người trực đêm không được phép rời khỏi trạm vì bất kỳ lý do gì. Việc di chuyển không phải là vấn đề, vì cảnh sát trưởng hoặc một trong các phó cảnh sát luôn đưa chúng tôi đến trạm vào ban đêm và đón về thị trấn vào sáng sớm. Quy tắc 2.
không được sử dụng điện thoại di động, radio hoặc bất kỳ thiết bị điện tử hay phương tiện liên lạc nào khác khi đang trực vào ban đêm. Thứ duy nhất chạy bằng điện mà người trực được mang theo là đèn pin. Nếu bạn vô tình mang theo một thiết bị, hãy tắt nó, cất vào trong trạm và cầu nguyện rằng nó không tự bật lại. Tuyệt đối không để thiết bị bên ngoài trạm. Nếu thiết bị của bạn tự bật trong trạm, cách tốt nhất là phá hủy nó. Nghe có vẻ cực đoan, nhưng tôi đã mắc lỗi này trước đây. Tôi chỉ chịu đựng được khoảng 1 giờ trước khi không thể chịu nổi tiếng hét phát ra từ chiếc điện thoại và đã phải đập nát nó. Kể từ đó, tôi không bao giờ mang nó theo nữa. Tôi chưa từng được giải thích về những tiếng hét và âm thanh kỳ quái đó là gì, nhưng tôi biết rằng những người trực trước đây cũng đã từng nghe thấy điều tương tự. Quy tắc 3. Dù hiếm, nhưng xe cộ có thể xuất hiện tại cổng bất cứ lúc nào trong đêm. Đặc điểm chung của những người đi trên con đường này vào ban đêm là sự bối rối. Công việc của người trực là quyết định xem họ có được phép đi qua hay không. Tài xế, ngoài sự bối rối, có thể thể hiện những cảm xúc khác nhau. Họ có thể đau khổ, tức giận, hoang tưởng hoặc sợ hãi. Bạn hãy cố gắng trấn an họ và giúp họ cảm thấy thoải mái nhất có thể. Khi bạn tin rằng họ đã bình tĩnh lại, bạn chỉ cần yêu cầu họ trả phí cầu đường. Lúc đó, một trong hai kết quả sẽ xảy ra. Nếu tài xế không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ đơn giản là hỏi bạn hoặc đưa cho bạn một đồng 25 xu thông thường, bạn phải hạ thanh chắn xuống và yêu cầu họ rời đi ngay lập tức. Hãy làm bất cứ điều gì cần thiết để buộc họ quay đầu và rời khỏi khu vực. Nếu họ đe dọa hoặc cố tình lái xe qua, bạn có thể cảnh báo rằng mình sẽ gọi cảnh sát, dù thực tế bạn không có cách nào để làm điều đó. Tuy nhiên, kịch bản này khó có khả năng xảy ra vì không có hệ thống dẫn đường hiện đại nào đưa họ đến con đường này. Người dân địa phương thì đều biết rằng không nên sử dụng con đường này, và thật sự lạ nếu có ai từ ngoài khu vực biết đến nó. Mặc dù đôi khi chúng tôi phải xử lý vài trường hợp du khách đi lạc, nhưng hầu hết họ đều tuân thủ. Hãy hướng dẫn họ ra khỏi con đường này càng nhanh càng tốt và dẫn họ đến thị trấn nơi họ có thể an toàn. Dù thế nào đi nữa, họ cũng không thể được phép đi qua cổng. Nhưng nếu bạn yêu cầu họ trả phí cầu đường, có một kịch bản khác có thể xảy ra, và không may, đó là kết quả phổ biến nhất. Họ sẽ đột nhiên nhận ra điều gì đó, điều này hiện rõ trên nét mặt của họ. Như thể họ vừa nhớ ra điều gì quan trọng, họ sẽ từ từ thò tay vào túi và rút ra một đồng xu đen. Họ biết rằng phải đưa đồng xu này cho bạn nếu muốn đi tiếp. Một số người chấp nhận số phận của mình một cách bình thản, trong khi những người khác khóc, nhưng tất cả họ đều lái xe qua cổng sau khi thanh chắn được nâng lên. Họ rẽ quanh góc và biến mất, không bao giờ được nhìn thấy nữa. Trong những tháng đầu tiên làm việc ở đây, tôi đã rất bối rối, không biết những người này là ai. Tôi tự hỏi họ biết gì, họ lấy những đồng xu đen này từ đâu, và những đồng xu đó có ý nghĩa gì. Tất cả những gì tôi biết là để đồng xu trong buồng cho ca trực tiếp theo. Cho đến khi một buổi sáng, tôi tình cờ xem bản tin địa phương sau khi về nhà. Họ nói về một người đàn ông đã tử nạn trong một vụ tai nạn xe hơi vào đêm hôm trước, và chiếu hình ảnh khuôn mặt của anh ta. Đó chính là khuôn mặt mà tôi chỉ mới thấy vài giờ trước, khi anh ta bối rối và sợ hãi hỏi tôi rằng mình đang ở đâu và chuyện gì đang xảy ra. Khi tôi yêu cầu anh ta trả phí cầu đường, anh ta cứng đờ người, từ từ thò tay vào túi áo khoác với bàn tay run rẩy và rút ra một đồng xu đen trước khi đưa cho tôi. Sau đó anh ta nắm chặt vô lăng, hướng về phía trước, biết rằng mình phải đi qua và lái xe vòng qua góc. Anh ta biết mình sẽ đi đâu. Ngồi trong phòng khách vào sáng hôm đó, khi tôi hồi tưởng về những gì đã xảy ra trong vài giờ qua, tôi nhận ra rằng mình là người cuối cùng nhìn thấy người đàn ông đó. Ông ấy đã chết, chỉ là đang đi ngang qua. Cũng như hàng chục người tôi đã nhìn thấy trước đó và vô số người khác mà tôi biết mình sẽ còn gặp. Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra rằng con đường này thực sự là một đường dẫn đến một nơi nào đó xa hơn. Về quy tắc này, tôi không tin rằng có ai có thể ngăn cản người chết khi thời điểm của họ đến. Tôi không nghĩ có ai có thể làm được điều đó. Nó là một điều gì đó siêu thực đến nỗi, trong khoảnh khắc đó, bạn chỉ có thể để chế độ lái tự động tiếp quản và tiếp tục nhiệm vụ của mình như đã được giao. Nhưng đối với việc để người sống đi qua, tôi e rằng điều đó đã từng được thực hiện trước đây.
Vài thập kỷ trước, một vị khách từ ngoài thị trấn đã đi ngang qua. Khi đó, anh ta không có điện thoại để chỉ đường, nên phải dựa vào bản đồ. Ngay cả khi có bản đồ, tôi chắc chắn anh ta không biết con đường đó, vì nó không bao giờ được ghi trên bất kỳ bản đồ nào. Tôi đoán anh ta tình cờ phát hiện ra con đường này và nghĩ rằng đó có thể là một đường tắt. Khi anh ta đến gần cổng, tất nhiên anh ta bị nhân viên thu phí yêu cầu rời đi, nhưng anh ta không chấp nhận từ chối. Người đàn ông đã hành sự hung hăng, đẩy nhân viên thu phí ngã và tự mình nâng cánh tay chắn lên trước khi lái xe qua. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây, ít nhất là theo những người phục vụ trước đây của gian hàng còn sống có thể nhớ lại. Không ai chắc chắn điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hồi đó, họ chỉ biết các quy tắc, không biết hậu quả và họ không phải chờ lâu để tìm hiểu. Đêm hôm sau, cùng một người đàn ông trong cùng một chiếc xe đến trạm thu phí. Khi được hỏi về phí, lần này anh ta đưa ra một đồng xu đen. Anh ta dường như đã mất trí nhớ về đêm hôm trước, chỉ biết rằng mình cần phải đi qua nhưng không biết lý do. Điều này đã tiếp tục mỗi đêm trong nhiều thập kỷ qua. Mỗi đêm, anh ấy dừng lại, bối rối không biết tại sao mình lại ở đây và cần phải đi qua và lại quên điều đó. Mỗi đêm, anh ấy đưa cho chúng tôi một đồng xu. Mỗi lần anh ấy đi qua, lái xe quanh khúc cua vào rừng và không thấy lại cho đến đêm hôm sau. Anh ấy không bao giờ già đi và vẻ ngoài của anh ấy không bao giờ thay đổi. Đôi khi, anh ấy thậm chí còn nói những điều giống hệt như đêm hôm trước. Những lần khác, anh ấy cảm thấy như đã từng ở đây trước đây và mọi thứ đều quen thuộc, như thể anh ấy gần như nhớ lại. Số phận của anh ấy là số phận mà tôi không muốn kẻ thù tồi tệ nhất của mình phải chịu. Chết đi, nhưng không được phép tiếp tục, và không bao giờ nhớ lý do tại sao bạn lại ở đó, sống mãi trong cùng một khoảnh khắc, đêm này qua đêm khác, cho đến khi không biết khi nào. Câu chuyện của anh ấy nhắc nhở tôi về tầm quan trọng của công việc chúng tôi đang làm ở đây, nhưng không phải là câu chuyện duy nhất. Quy tắc 4. Vào một thời điểm bất kỳ trong đêm, bạn có thể nghe thấy những tiếng động từ xa như một vật gì đó lớn đang di chuyển qua những cái cây. Đôi khi chúng xuất hiện từ trong rừng, đôi khi chúng đi xuống đường. Cố gắng đừng sợ hãi, không có gì nguy hiểm đang đến với bạn, hoàn toàn ngược lại. Tuy nhiên, tôi hiểu nếu bạn thấy điều này khó tin. Dù thế nào đi nữa, bạn cần giơ cánh tay lên và cho chúng đi qua. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy chúng. Tôi có thể nghe thấy tiếng động lạch cạch đâu đó trên đường, tiến về phía gian hàng như một con ngựa đang phi nước đại. Tôi đứng dậy và cầm lấy đèn pin, cảm thấy hồi hộp. Tôi nhớ mình đã hy vọng rằng đó không phải là ngựa của ai đó, vì tôi chưa bao giờ được chỉ dẫn cách xử lý tình huống đó. Khi tôi chiếu đèn pin về phía đường, tôi gần như bị sốc trước cảnh tượng hiện ra trước mắt. Một con nai sừng tấm đang tiến đến với bước đi nhanh nhẹn. Tất nhiên, tôi đã được cảnh báo về điều này, nhưng thông tin chi tiết mà tôi nhận được rất mơ hồ. Tất cả những gì tôi biết là một con nai sừng tấm có thể đến gần cổng và tôi phải để nó đi qua. Tôi không được thông báo rằng con nai sừng tấm cao khoảng 2,7 đến 3 mét tính từ vai và bộ lông của nó tối đến mức tôi không thể nhìn thấy nếu không có đèn pin, ngoại trừ cặp gạc khổng lồ nổi bật trên nền màu trắng như tuyết. Bộ phận duy nhất khác trên cơ thể của nó có thể nhìn thấy rõ từ xa là đôi mắt, phát sáng một đốm sáng trắng trong bóng tối. Tôi hét lên và rút lui về gian hàng của mình, muốn chạy trốn vào đêm tối và bỏ lại vị trí của mình. May mắn thay, con nai sừng tấm đã chậm lại và cuối cùng dừng lại trước cánh tay chắn. Điều này làm tôi bình tĩnh lại, và tôi từ từ giơ nó lên, quan sát con nai sừng tấm tiến đến để đi qua. Khi nó làm vậy, tôi nhận thấy dây cương trên đầu con nai sừng tấm. Tôi đi theo chúng và bất ngờ gặp phải một đôi mắt khác, giống hệt như con nai sừng tấm, nhưng cao hơn tôi. Một lần nữa, tôi hét lên nhưng vẫn giữ được âm lượng khi nhận ra rằng bất kỳ ai hoặc bất kỳ thứ gì đang cưỡi trên con nai sừng tấm này đang giao tiếp bằng mắt với tôi khi chúng đi qua. Hình bóng này tối, gần như đen hơn cả con nai sừng tấm mà nó cưỡi. Nó giống như một cái bóng, giống như những người trong xe hơi của họ. Họ đi bộ xuống đường, quanh khúc cua và khuất tầm nhìn. Tôi phải ngồi xuống nửa tiếng trước khi hết run. Không cần phải nói, tôi rất không vui khi những chi tiết nhỏ nhặt này bị bỏ qua. Chỉ sau ca làm việc và bày tỏ sự thất vọng của mình, tôi mới được biết thêm thông tin. Rõ ràng,
Thợ săn này và con nai sừng tấm của anh ta đã ở đây từ lâu. Lâu đến mức không một người phục vụ nào còn sống ngày nay có thể nhớ được thời gian không có chúng. Một số người tin rằng chúng đã ở đây hàng trăm năm hoặc lâu hơn, có thể là lâu như con đường kỳ lạ và gian hàng này đã tồn tại. Điều chúng ta biết là chúng không bị ràng buộc với con đường như những sinh vật khác. Tại tòa thị chính của chúng tôi có một bản tường thuật bằng văn bản về người thợ săn và con ngựa của anh ta đi qua thị trấn vào giữa đêm năm 1919. Cho đến ngày nay, một số cư dân vẫn nhìn thấy con nai sừng tấm khi họ lái xe vào ban đêm. Bạn có thể thắc mắc tại sao tôi lại gọi hình bóng trên lưng con nai sừng tấm là thợ săn. Vâng, đó là cách chúng tôi, những người phục vụ, gọi anh ta. Thỉnh thoảng, anh ta và con nai sừng tấm của anh ta sẽ đến gian hàng kéo theo một xác chết phía sau. Khi tôi nói xác chết, tôi không có ý chỉ một con vật hay thậm chí là một con người. Ý tôi là những thứ ghê tởm nhất trong cơn ác mộng hoang dã nhất của bạn. Những thứ khiến bạn rùng mình và muốn nôn mửa cùng lúc. Những thứ bạn mong đợi sẽ được đề cập trong một văn bản tôn giáo khi ngày tận thế đến. Người thợ săn kéo những thứ này xuống đường và quanh khúc cua. Tôi không thể chắc chắn về bất kỳ điều gì, nhưng nếu bạn hỏi tôi nghĩ anh ta đang mang chúng trở lại một dạng thế giới bên kia hoặc một thế giới ngầm nào đó. Có thể đó là cùng một nơi mà người chết đến khi họ lái xe quanh khúc cua, hoặc có thể trên con đường này có một lối dẫn đến nhiều nơi khác nhau. Tôi không thể khẳng định chính xác. Tuy nhiên, điều tôi tin tưởng, giống như những người phục vụ khác và bất kỳ ai biết về người thợ săn và con nai sừng tấm của anh ta, là chúng ở đây để bảo vệ chúng ta. Dù những thứ anh ta mang theo là gì, thì ngay từ đầu đã không được phép ở đây, và anh ta chỉ đang làm nhiệm vụ sắp xếp lại mọi thứ. Bây giờ, chúng ta đến vấn đề chính, lý do tôi kể cho bạn nghe tất cả những điều này. Như tôi đã giải thích, những người ở thị trấn của tôi thích giữ kín mọi chuyện, và tôi đồng ý với điều đó. Tôi không thích việc công khai công việc của chúng tôi với thế giới bên ngoài. Đó là sự chú ý mà chúng tôi không cần. Thật không may, lần này tôi nghĩ chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Mọi chuyện bắt đầu từ vài tuần trước, trong một ca làm việc của tôi tại gian hàng. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Không có người chết mới nào đi qua đêm đó, cũng không có người sống nào thử. Khách hàng duy nhất của tôi là ông già tội nghiệp thường xuyên của chúng tôi, vẫn bối rối như mọi khi. Sau khi ông ấy rời đi, mọi thứ lại im lặng trong vài giờ cho đến khi tôi nghe thấy tiếng lạch cạch chậm rãi trên đường. Giờ đây, tôi không còn sợ nữa. Tôi đã thấy người thợ săn và con nai sừng tấm của ông ta đủ nhiều lần để không còn sợ cả hai. Như tôi đã nói, tôi đã tôn trọng họ vì những gì họ lấy ra khỏi thế giới này. Một điều tôi thường sợ là cảnh tượng những thứ mà họ kéo ra. Đêm đó cũng không ngoại lệ. Họ tiến đến cổng và dừng lại trước cổng. Trước khi tôi di chuyển để nâng cánh tay chắn, tôi chiếu đèn pin vào sợi dây thừng kéo ra phía sau và thứ kinh khủng gắn vào đó. Đầu sợi dây thừng được thắt nút quanh một cặp móng guốc trẻ đôi khổng lồ. Móng guốc thuộc về một sinh vật trông giống như nửa dưới của một loài hươu. Khi tôi di chuyển đèn pin lên cơ thể, tôi nhanh chóng nhận ra đây không chỉ là một con hươu đực to lớn. Đôi chân của sinh vật này có thể gợi nhớ đến một người, nhưng phần thân trên lại thuộc về một người đàn ông. Anh ta mặc bộ đồ hề sọc đỏ và xanh, với tay áo bị rách ở cổ tay, từ đó lộ ra đôi bàn tay dài, đen kịt, với những móng vuốt thay cho ngón tay. Phần đầu là điều kinh khủng nhất, mũi và miệng của nó, giống như phần còn lại của đầu, được bao phủ bởi da nhợt nhạt, nhưng hình dạng lại giống của một con nai. Máu nhỏ giọt từ miệng hé mở của nó, đôi tai cũng có màu sắc và kết cấu nhợt nhạt như của một người đàn ông, nhưng hình dạng thì giống như của một con nai. Như thể ai đó đã kéo dài tai người và biến chúng thành hình dạng kỳ dị mà họ mong muốn. Trên đỉnh đầu là chiếc mũ hề màu đỏ và xanh lam với một bộ gạc mọc lên phía trên. Tôi cứng đờ trong giây lát khi nhìn thấy toàn bộ con quái vật này, nhưng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần khi tự nhắc nhở mình rằng tôi còn công việc phải làm và tốt nhất là nên làm nó để không phải nhìn thấy thứ này thêm nữa. Tôi bước đến cánh tay chắn và giơ nó lên. Con nai sừng tấm tiếp tục chạy nước kiệu về phía trước, dọc theo con đường và đi qua cánh cổng. Khi nó đi ngang qua tôi không thể rời mắt khỏi con quái vật hề hươu mà nó đang kéo theo phía sau. Một vệt máu kéo dài trên con đường sau lưng chúng.
Ngay trước khi con quái vật đi qua hoàn toàn gian hàng, tôi dùng đèn pin chiếu vào mặt nó để nhìn lần cuối. Mí mắt nó mở to, để lộ đôi mắt đen và nâu bên dưới. Sau đó, nó há miệng và kêu một tiếng be be lớn đầy đau đớn trước khi cúi xuống và cào vào nút thắt giữ móng guốc của nó. Chỉ trong vài giây, dây thừng đã bị cắt và con thú cố gắng đứng dậy. Tuy nhiên, nó không đi được xa trong nỗ lực ban đầu vì con nai sừng tấm đực phía trước đã đá mạnh vào đầu nó. Một vệt máu khác chảy ra từ miệng chú hề cùng với một trong những chiếc răng của nó khi nó ngã xuống đất, dường như bị đánh gục trong giây lát. Trong khi nó hồi phục, người thợ săn đã xoay con nai sừng tấm của mình lại để đối diện với nó. Tôi chạy khỏi gian hàng và trốn sau một cái cây bên lề đường, nhưng vẫn không rời mắt khỏi cuộc chiến. Không khí phả ra từ lỗ mũi của con nai sừng tấm khi nó bắt đầu rên rỉ. Tiếng rên rỉ của nó to hơn và trầm hơn tiếng kêu be be của chú hề hươu. Tôi cảm thấy ngực mình rung lên với mỗi tiếng kêu be be mạnh mẽ. Cuối cùng, chú hề đứng dậy, nhìn chằm chằm vào thợ săn và con nai sừng tấm, phát ra thêm vài tiếng be be nữa, như thể đang khiêu khích chúng. Ở chiều cao đứng, chú hề cao hơn con nai sừng tấm, mặc dù rõ ràng con nai sừng tấm lớn hơn và nặng hơn nhiều. Con nai sừng tấm cúi đầu và lao tới. Trước khi nó tiếp cận, chú hề đã cố gắng cào cấu người thợ săn trên lưng nó nhưng không thành công. Chú hề bị nhấc lên khỏi mặt đất bởi gạc của con nai sừng tấm và bị kéo qua một hàng cây đổ xuống. Con nai sừng tấm lùi lại một bước, quay lại và cho phép người thợ săn ném một sợi dây thừng mới quanh đầu chú hề. Con nai sừng tấm lao đi cùng với người thợ săn đang cầm sợi dây mới. Họ bắt đầu kéo chú hề bằng cổ. Tôi đoán rằng họ hy vọng lần này sẽ qua được khúc cua. Thật không may, chú hề vẫn còn tỉnh táo và dùng móng vuốt cắt đứt sợi dây. Chú hề không lãng phí thời gian, vội vã chạy đến chỗ móng guốc và lao vào rừng. Người thợ săn trên lưng nai sừng tấm cũng chạy theo. Chỉ trong chốc lát, cả hai đã khuất dạng. Tôi chỉ nhận ra hơi thở nặng nề của mình sau khi mọi thứ trở lại yên tĩnh. Phải mất một giờ tôi mới lấy lại can đảm để rời khỏi hàng cây và quay lại gian hàng của mình. Khi làm vậy, tôi thấy chiếc răng của chú hề nằm trên đường và nhặt nó lên. May mắn thay, phần còn lại của ca làm việc của tôi không có gì xảy ra. Thật không may, thợ săn không bao giờ quay lại với chú hề. Khi cảnh sát trưởng đến đón tôi lúc mặt trời mọc, tôi yêu cầu ông ấy nhanh chóng đến tòa thị chính để họp khẩn cấp. Trong khi lái xe, tôi liên lạc với mọi người khác và bảo họ đến đó càng sớm càng tốt. Tại cuộc họp, tôi trình bày chiếc răng và kể lại những gì tôi vừa chứng kiến. Có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Không ai trong số những người tham dự từng thấy thứ gì đó thoát khỏi tay thợ săn trước đây, và không ai biết điều đó có ý nghĩa gì. Hành động được quyết định là đợi ít nhất một tuần. Thật bất thường khi không thấy thợ săn và con nai sừng tấm của anh ta trong hơn một tuần. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng anh ta sẽ bắt được chú hề trong vài ngày tới và mọi chuyện sẽ được giải quyết. Tôi thực sự mong muốn điều đó xảy ra. Một ngày sau, một video xuất hiện trên Internet từ thị trấn bên kia. Video ghi lại cảnh một cặp gạc hươu nhô ra trên ngọn cây khi người đàn ông quay phim đang lái xe. Vài ngày sau lại có một video khác được đăng tải. Video này do một người phụ nữ quay khi cô thức dậy giữa đêm vì tiếng cười ngoài trời. Giữa video, bạn có thể thấy cặp gạc và một phần chiếc mũ bên ngoài cửa sổ tầng 2. Người phụ nữ quay phim không chú ý đến điều này, nhưng những người xem video thì có. Tuần trước, một người từ nửa bên kia tiểu bang đã đăng một bức ảnh mờ ảo về một con nai sừng tấm đen đứng trên một ngọn đồi giữa những cái cây, rất xa. Đây chỉ là những bức ảnh tôi đã thấy. Giờ thì bạn có thể hiểu lý do tại sao chúng tôi lại họp hàng tuần. Tôi có thể nói rằng chúng tôi không phải là những người duy nhất hoảng loạn. Những người lạ bắt đầu xuất hiện quanh thị trấn và không phải loại người chỉ đi ngang qua. Họ cố gắng hòa nhập, nhưng lại nổi bật như ngón tay cái bị đau. Dấu hiệu dễ nhận biết nhất là khi họ xuất hiện ở quán bar và quán ăn của chúng tôi, bắt chuyện trước khi hỏi mọi người xem họ đã thấy gì ở đây gần đây, hỏi về gian hàng và con đường kỳ lạ. Trong tuần qua hoặc hơn thế, họ đã ngừng cố gắng che giấu điều đó. Những chiếc SUV đen của chính phủ đã chen chúc ở các bãi đậu xe ở trung tâm thành phố. Chúng tôi đã giữ chiếc răng trong tòa thị chính, cùng với tất cả tài liệu và hồ sơ về gian hàng, và giờ tất cả đều biến mất. Rõ ràng là bất cứ điều gì xảy ra vào đêm đó đều không được phép, và chúng tôi không phải là những người duy nhất nhận ra điều đó.
Tôi không làm việc tối qua, nhưng người trực có việc phải báo cáo rất nhiều trong cuộc họp sáng nay của chúng tôi. Các cảnh sát liên bang đã lái xe đến buồng lái và nhìn quanh. Anh ta cầu xin họ đừng lái xe qua, nhưng họ nói với anh ta rằng họ đã biết lý do tại sao không nên đi qua. Đây là một điều mà chúng tôi không ngờ tới. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ tìm đến tôi. Tôi dự định sẽ nói sự thật với họ khi đến lúc. Mặc dù chúng tôi muốn giữ bí mật ở thị trấn của mình, nhưng chuyện đã lộ ra ngoài. Tôi nghĩ rằng ít nhất tôi sẽ nói với tất cả các bạn trước khi liên bang đến. Mỗi người trong số các bạn nên biết những gì đang xảy ra ngoài kia. Còn với tôi sẽ tiếp tục theo dõi gian hàng vào ban đêm. Tuân thủ nhiệm vụ của mình là tất cả những gì tôi có thể làm. Tuy nhiên, tôi sẽ theo dõi mọi diễn biến mà tôi có thể. Tôi chỉ có thể suy đoán dựa trên các bài đăng mà tôi đã kết nối lại với nhau. Nhưng có vẻ như tên hề vẫn đang di chuyển và thợ săn của chúng ta đang ở ngay phía sau. Tôi chỉ có thể cầu nguyện rằng anh ta sẽ sớm bắt được nó. Trong thời gian chờ đợi, nếu bạn nghe thấy tiếng cười lạ ở sân sau nhà mình vào ban đêm, hãy ở trong nhà.